Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì chào mừng các bạn đã quay trở lại tới kênh video YouTube ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho bạn cũng như là hướng dẫn các bạn tiếp tục với một cái con game ở tựa game là Soccer Hub, một cái tựa game về Play to Earn về cái thể loại là bóng đá, bóng đá những cái mô hình gọi là GP, cầu thủ GP bóng bóng đá và nó sẽ với hình hình thức là Play to Earn. Thì đây là một cái đặc tính, đây là một cái trò chơi. Về nó sẽ là quản lý, các bạn sẽ có những cái nhân vật là LFT là những cái cầu thủ này thì nó sẽ là quản lý cái những cái bạn sẽ quản lý một cái đội bóng, và bạn sẽ sử dụng những cái đội bóng này là chỉ để giải trí cũng như là sẽ bắt đầu chơi game và kiếm tiền. Đó. Thì nó sẽ có, nó cũng khá giống với cái trò FIFA đấy các bạn ạ, FIFA đấy. Thì đây là một cái trò chơi game về Play to Earn về bóng đá, đánh khá là hay cũng như là ấy, nó có về thiên về cái gọi là cái chế độ là và nó đặt cược này, đội của bạn sẽ đây có vấn đề đồ là đặt cược đó, thì bạn sẽ được đà xây dựng trên công nghệ blockchain, hệ thống đặt cược cá cược là một trong mô hình mới để sự công bằng và minh bạch đó, nó sẽ gọi là cái mô hình đặt cược, nó sẽ có cái việc là đặc biệt là quản lý bóng đá này, chơi trò chơi và quản lý bóng đá và bạn sẽ sở hữu được những cái LFT nhé, thì các bạn có thể buôn bán cái những cái cầu thủ của mình đó, cầu thủ của mình. Thì bạn nào đây chơi FIFA Online 3 thì các bạn biết thì những cái cầu thủ ấy thường thường nó khi các bạn đập lên hoặc là khi bạn mở ra thì những con xịn ấy thì nó thường rất giá trị, mà khi chúng ta chơi game Play to Earn này nữa thì nó lại có thể chúng giúp chúng ta kiếm tiền đúng không ạ? Thì đây thì là lợi thế thị trường này, các bạn sẽ trao đổi với nhau những cái cầu thủ có giỏi này. Đó. Hay lộ trình là nó doanh số người chơi này, T này, IDO này các thứ, thì mình sẽ giới thiệu cho bạn qua về cái đội ngũ của họ là đây là một tựa game, cũng là tựa game về của Việt Nam đó, và khá là nhiều là backer, mình thấy khá là nhiều backer mà họ đầu tư vào cái và tựa game này, thì bạn có thể xem đây Chan Os này, Ice Lab này, Zekit này, Game Free này, Plastic này, All 21 Capital đấy, nói chung là khá là nhiều quỹ ở đây thì bạn xem đấy, Magus gặp Raptor này đấy, khá nhiều quỹ Banda thì cái con này nó sẽ IDO ở trên nền tảng hai nền tảng Redkit và cái nền tảng là DAXDAO, thì mình sẽ giới thiệu bạn qua về cái Phoenix ở trên cái nền tảng Redkit trước, nền tảng Redkit này trước. Thì bây giờ cái cách để tham gia cái Redkit này thì mình sẽ để cái đường link, thì mình sẽ để cái đường link bên dưới thì các bạn có thể ấn vào đó và tham gia bạn nhé. Là mình sẽ bắt đầu game đây, thì chúng ta sẽ làm một cái gọi là game game này thì trước thì các bạn làm nhiều rồi, thì trong ở video Quang thì Quang đã giới thiệu khá là nhiều lần về cái game này, thì chúng ta chỉ cần làm thôi. Đó. Các bạn sẽ làm điều điền những thông tin này. Đó. Các bạn điền những cái thông tin, các bạn điền những cái thông tin này vào nhé, các bạn điền những cái thông tin này vô. Đó. Sau các bạn ấn làm theo những cái nhiệm vụ tanh ở đó, nhiệm vụ tanh ở đó. Hay giao dịch máy bay. Ok này. Thì các bạn là hãy follow làm theo những cái bước mà nó yêu cầu. Cái này cũng đơn giản là các bạn chỉ cần làm theo thôi. Ok. Follow này. Follow button quick này. Các bạn nhớ là follow cho mình nhá. Follow button quick của họ. Continue. Follow Instagram. Follow cái gì vật. Chúng ta sẽ gì vật cái này. Các bạn lên mình. Các bạn tin này. Các bạn gì vật đó lại. Đấy, các bạn gì còn lại mình nhé. Đó thì mình sẽ ghi thêm vào công lanh và hoàn thành nhiệm vụ game cộng với like và tục quýt lại cái tục quýt thông báo IDO với thể bắt đầu bằng Zekit và Soco, Zekit và Soco. Ok, mình đã gì quýt nhá, mình đã gì quýt thì mình vẫn continue tiếp. Ok thì đến cái này thì bạn ấn vào đây cho mình. Xong rồi các bạn copy cho mình cái này nhé, copy cái đường link cách cụm từ này không thì các bạn ấn vào cái
cái bài viết này luôn. Đó, bạn copy cho mình cái điều này này. Đó. Copy cho mình cái dòng này mà những người khác họ đã làm đấy. Đấy, các bạn quay lại, các bạn còn quay tweet tiếp, quay tweet tiếp cho mình. Sau các bạn ghi một cái gì đó, show read, bạn thấy dự án nó rất là tuyệt chẳng hạn đúng không? Bạn thấy dự án nó hay, thì bạn đã điền bình luận về nó. Thường thường mình sẽ nghiêng nó ngắn gọn, xong mình sẽ tăng ba người bạn vào đây. Đó, mình sẽ tăng ba người bạn vào. Sau bạn căn chuẩn V và cái hashtag nó tweet này, ok, và ấn profile, các bạn copy mình cái link nha. Sau các bạn dán vào đây đó, và là xong, bạn zoom vào những cái Telegram họ này. Thì mình sẽ zoom nhé, mình sẽ đầu zoom vào cái Telegram họ đó, mình sẽ zoom. Đấy, sẽ dồn vào cả cái channel của họ luôn. Rồi. Họ hiển thị channel đây. Đấy, sẽ dồn vào channel luôn này. Dồn vào cái Boca Fori thì mình cũng đã dồn rồi nhé. Mình cũng làm khá nhiều về lần cái dồn Boca Fori rồi. Đã dồn khá nhiều lần rồi. Đã, mẹ dồn hết rồi. Đó, và bạn continue tiếp. Subscribe tiếp này. Đăng ký tiếp. Nói chung là các bạn cứ làm các bạn nhé, bởi vì cái này nó cũng thuộc dạng vào dạng xổ số mà. Thì nếu mà mình làm trúng thì mình may mắn thì mình mua thôi, mua thì cái cơ hội của mình nó ít thì nó rất là lớn. Đó, nói chung là cần cù bù sương năng đấy các bạn ạ. Đó. Mình làm thôi, cần cù bù sương năng thôi, sao giờ các bạn copy cái link này dán vào đây để nó hiện ra cái channel hoặc ăn zone nào, zone channel này. Đó, không thì các bạn có thể ấn ấn vào đây, ấn view in Telegram thì nó sẽ hiện ra các bạn nhé. À, mình zoom vào rồi. Sau khi zoom xong thì continue tiếp tục. À, subscribe cái Boca Link Telegram. Thì các bạn ấn tiếp tục như thế thôi. Các bạn cũng tham gia vào cái đường link của nó trên đây này. Xong rồi zoom vào cái tên họ được. Thì mình cái này mình đã zoom rồi, mình continue. Xem qua cái của họ trên trang của họ trên ở trên Facebook. Ok, thì mình sẽ xem. Đó, ta mình sẽ xem này, like luôn đi. Ok. Jacket đấy có thể đây. Ideal so so cool. Ok. Đấy. Yes, bạn đã like. Đó, được của mình like, đã like rồi. Tiếp tục là cái bước là đây câu hỏi này. Câu hỏi của nó thì các bạn lại điền cho mình là A nhé bạn nhé. A. Câu là bạn điền cho mình là A. Đây có thể nhìn cái đồng. À, cái token này nó đây là 1 tỷ này, nó hỏi là bao nhiêu cái lượng tổng cung của cái con token này bao nhiêu. Đó, bạn điền đây thì mình đây có thấy là 1 tỷ token. Đó, thì bạn điền vô ấy, a đó. Đây bạn điền cho mình là a các bạn nhé, a tiếp tục bởi vì nó mua bằng boost các bạn. Đó, ok, thì sau khi các bạn đã xong những nhiệm vụ này rồi thì bạn có thể giới thiệu cho bạn bè của mình, những người thân của mình tham gia những cái kèo này. Đấy, những người bạn mình tham gia những cái kèo để các bạn có thể có cái điểm của mình cao hơn và các bạn có thể trúng được cái ID của mình hơn chẳng hạn. Đó thì ok, thì vừa rồi thì Quang đã review cho bạn qua về cái hướng dẫn về cái ID của cái con Circle Hub trên Zkit này. Nói chung là mình đánh giá là những con dự án ở trên Circle, những dự án trên Zkit đấy thì các bạn cứ đăng ký hết cho mình thì kiểu gì trúng thì các bạn cũng chắc chắn là ít cơ, bởi vì cái ATH của cái thằng Zkit này trên cái ATH rồi nó thì hầu hết nó idle, những con nào thì đa phần là ít hết các bạn đó, nên mình nghĩ rằng là những cái event như vậy, những cái dự án như vậy thì bạn các bạn nên tham gia để có thể có cái cơ hội cho mình trúng trúng được cái những cái vé để mua có thể gia tăng cái cơ hội lợi nhuận các bạn nhé. Thì ok, thì vừa rồi thì cũng đã review các bạn rồi thì cảm ơn các bạn đã theo dõi vì cái video clip này. Nếu bạn có cái câu hỏi thì có thể bình luận phía dưới để mình có thể giải đáp cho các bạn thắc mắc cho các bạn, hoặc là bạn muốn được những cái thêm theo dõi được những cái thông tin hơn, cập nhật hơn về những cái dự án thị trường thì có thể truy cập vào cái kênh Telegram của mình cái điểm bên dưới để bạn truy cập vô và chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi trong đó, đúng không ạ? Thì ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video clip tiếp theo. Bye bye.